Gia đình anh Ca Mong, xã Bờ Lá, huyện Bảo Lâm là một trong những hộ dân được hưởng lợi trực tiếp từ công trình nước sạch này. Anh và bà con nhân dân nơi đây rất vui mừng phấn khởi và tình nguyện nộp tiền nước một cách đầy đủ. Nước sạch của thôn Bờ Lá thì sử dụng cũng bình thường, cũng rất tốt ạ. Thì vì có nước sạch này người dân nó đỡ khổ hơn. Ngày xưa chưa có nước sạch thì người ta đi sách nước giếng với lại xuống cái suối múc. Hiện tại nhà nước cung cấp có một nước sạch thì người dân rất là đỡ khổ nữa. Tuy nhiên trong mùa khô năm nay, những người may mắn như anh Ca Mong không nhiều. Ngoài việc nguồn nước mùa khô cạn kiệt, thì các công trình nước sạch tập trung bị xuống cấp, hư hỏng nhiều hạng mục, đã khiến cho người dân không có nước sử dụng. Mặc dù ở ngay bên cạnh công trình giếng khoan được đầu tư khoảng 700 triệu đồng, nhưng gia đình bà Ca Rộp ở xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm cũng phải dùng nước giếng đào để sinh hoạt. Và không khó bắt gặp những hình ảnh người dân phải sử dụng giếng đào không hợp vệ sinh ngay bên cạnh những công trình nước tập trung được đầu tư với nguồn kinh phí lớn như thế này. Nên mà có giếng khoan thì sử dụng nước khoan, nhưng mà không có được thì sử dụng nước đào, nước khoan được. Lâu nay có dùng được chút nào không? Không. Bây giờ nó càng lọc càng nó vô cạn bã càng nhiều. Mà em thấy càng nhiều chứ cạn bã thì em sợ ung thư bà con. Bây giờ em mong nếu mà được như nước á, thứ nhất khoan là chỗ khác. Thứ hai bình lọc này không thể tải nữa. Trong 15 cái bã mà xả cỡ một tuần, cuối tuần là độc là nước nó nghẹt. Bây giờ cái đít đáy thùng đang bị nghẹt. Nếu mà đây mà độc bình thường á thì không sao. Mà đây nó độc nó đem nó có, nhưng mà nó độc đặc biệt là nó ra cả đất cả bụi, nói chung là vân vân luôn. Được biết mỗi công trình giếng khoan phục vụ nước sinh hoạt cho khoảng từ 50 đến 100 hộ dân, có chi phí đầu tư khoảng 700 đến 1 tỷ đồng. Còn công trình nước tự chảy phục vụ cho khoảng 100 đến 500 hộ, có kinh phí đầu tư khoảng 25 tỷ đồng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 252 công trình nước sạch tập trung và theo thiết kế. Các công trình này sẽ sử dụng trên 5 năm mới bắt đầu phải duy tu sửa chữa. Thế nhưng hiện Lâm Đồng đã có khoảng 25% số công trình hư hỏng xuống cấp, trong đó có trên 10% hư hỏng nặng cần sửa chữa cấp bách và nhiều công trình chỉ mới đưa vào sử dụng vài năm. Bà con bây giờ đang chủ yếu là sử dụng bằng cái giếng nước đào, và cái mức độ ô nhiễm thì do là mấy năm gần đây thì mật độ dân cư ở lại đông và hệ thống nó chưa được đảm bảo lắm, cho nên cái lượng nước thì cũng cần phải có cái nhu cầu sử dụng nước mà phải thông qua cái xử lý thì tốt hơn cho bà con về mật độ, về cái sức khỏe. Và cái công trình hiện tại đây thì nó là qua từ khi xây dựng cho đến nay thì nó cũng đi vào hoạt động được một vài năm, nhưng tuy nhiên là cái chưa qua cái xử lý chất lượng nước cho nên là không đưa vào sử dụng. Vậy đâu là nguyên nhân của vấn đề trên? Tất cả xuất phát từ việc bất cập trong công tác vận hành quản lý. Tôi quản lý, ai quản lý thì phải có cái nguồn hỗ trợ của nhà nước hỗ trợ cho người quản lý bảo là vận hành cái nước đó. Và khi mà giả dụ như là nó nước mà khi hoạt động mà nó hỏng hóc thì có nhà nước hỗ trợ sửa chữa. Cái đường nước nó quá nâu thì nó cái khấu hao nó nước nó rò rỉ nhiều nên là cũng không thể chỉ đủ chi phí tiền điện để cho cái người dân hưởng lợi. Người ta trực tiếp quản lý công trình, người ta sát sao với công trình để công trình hiệu quả. Thế nhưng mà các địa phương khi được giao quản lý công trình thì người ta chưa kịp thời nắm bắt được cái mô hình, cái quy mô, cái chuyên môn kỹ thuật của cái loại hình cấp nước. Cái thứ hai nữa là người ta vừa mới quản lý thì cái yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật để làm công tác vận hành, quản lý bảo dưỡng người ta cũng chưa có. Thế và cái thứ ba là cái mà muôn thuở lúc nào cũng nói, đó là kinh phí người ta luôn luôn thiếu. Đấy, ở phía cấp trung ương, cấp tỉnh thì khi chúng ta thiếu kinh phí là chúng ta sẽ được dồn kinh phí của cả tỉnh cho những công trình hư hỏng. Nhưng đối với địa phương thì một công trình hư hỏng không thể lấy kinh phí ở những huyện khác và xã khác sang để điều phối được. Đó là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng người dân sống bên cạnh công trình nước sạch được đầu tư tiền tỷ nhưng vẫn khát nước hoặc sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh. Nhiều địa phương trong tỉnh có nhiều công trình nước sinh hoạt tập trung xuống cấp, phải kể đến huyện Đạ Oai, Đạ Tẻ, Cát Tiên, đặc biệt là huyện Đam Sơn có tới 50% số lượng công trình xuống cấp hư hỏng. Chúng tôi đề nghị rằng là trong thời gian tới thì để phát huy được cái này thì chúng ta phải thực thi đề nghị các cái huyện thị là có một cái trách nhiệm là triển khai các cái quyết định, các cái văn bản của tỉnh mang tính chất kịp thời. Ví dụ như cái quyết định 28 của tỉnh Lâm Đồng về
việc quản lý khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn thì đề nghị là các huyện thị phải triển khai. Trong đó có cả về vấn đề về con người quản lý, về tiền hỗ trợ của ngân sách và chi phí sửa chữa nhỏ, chi phí sửa chữa lớn, nó đầy đủ bao quát ở đây. Nước sinh hoạt luôn là vấn đề cấp thiết và được ưu tiên trong mùa khô hạn. Với sự đầu tư tiền tỷ cho các công trình nước sinh hoạt tập trung, nhưng lại diễn ra tình trạng khai thác sử dụng không hiệu quả trong lúc người dân đang thiếu nước. Hiện Lâm Đồng đã có trên 1.000 hộ thiếu nước sinh hoạt và dự kiến trong suốt mùa khô, con số này sẽ tăng lên 4.000 hộ. Để sớm khắc phục tình trạng trên, thiết nghĩ cần có sự vào cuộc của các ngành chức năng, chính quyền các địa phương và cả ý thức của người dân. Trong đó vấn đề xã hội hóa cho công tác cung cấp nước sạch sinh hoạt cần được chú trọng. Có như vậy mới tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh cũng như có sự quản lý một cách hiệu quả các công trình nước sinh hoạt nông thôn, đáp ứng yêu cầu và nâng cao chất lượng nước sinh hoạt cho người dân. Để hình ảnh những người dân mòn mỏi chờ đợi đi xách từng can nước từ nơi xa như thế này không còn xuất hiện trong tương lai. Sau 6 năm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động, theo khảo sát, cả nước có khoảng 83% người tiêu dùng tin dùng hàng nội địa. Cùng với đó là những chuyển biến tích cực trong thói quen mua sắm và lựa chọn hàng Việt Nam, đặc biệt là người tiêu dùng vùng nông thôn.